Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Video hôm nay em sẽ cho các anh chị thấy những cái cây hoa hồng em cắt cho nó nhé. Nhiều các anh chị bảo cắt tỉa đau rồi cắt tỉa sâu nó chết. Hôm nay em sẽ cho các anh chị thấy em cắt. Các anh chị nào còn nhớ cái cây hồng cổ Sapa này không? Đấy. Cắt cỡ này thì chắc là không còn cái chỗ nào để cắt nữa rồi các anh chị. Đấy, giờ trôi nó đâm đấy. Em cắt em thay toàn bộ tán luôn. Cụt luôn các bạn nhé. Đấy. Nhiều bạn mà cắt nó chết, cắt vài cái cành con mà chết, em cắt luôn cả một cái ngọn luôn các anh chị này. Đấy. Em sẽ cho các anh chị thấy mấy cây luôn. Đây là một cây nhé. Đấy, bây giờ nó đang đâm chồi, sắp sửa có tán khác rồi, đẹp rồi. Đấy. Bốn phía đều có chồi các anh nhé, chồi mập u đây. Đấy. Cái chồi nó đang đâm lên đây. Đấy. Cây này lại chơi được thêm vài năm nữa. Cái tán nó bị mục rồi, xong em cắt bỏ luôn. Cái này hồng Sapa chơi nhiều là cái tán nó bị mục như này các anh chị này. Phen luôn tận dưới, thế là xong, chả phải nghĩ ngợi cái gì cả. Nhiều bạn mà cắt mấy cái cành con nó sâu sâu sợ nó chết. Các anh chị thấy chưa? Đấy một cây nhá. Tất nhiên là không phải bác sĩ nào cứ cầm dao là cũng phẫu thuật được các anh chị. Đây. Đấy, thế nhưng mà không có được đồng nghĩa là gì? Là cứ phẫu thuật là sẽ chết các anh nhé. Đấy, cứ sợ phẫu thuật rồi chết thì làm sao mà cứu được người, làm sao mà sức khỏe tốt, làm sao mà có cái hoa đẹp được. Đấy các anh chị. Cụt này. Cây thứ hai nhá. Đây em còn cây nữa. Đấy, cây này hôm em cắt xong em trồng lại đây. Đấy cây thứ ba nhá. Đây chồi nó đang đâm dưới này. Đấy, cây này cái ngọn chính của nó bị chết này. Đấy, cây này đáng nghĩa là phải cắt thấp ở dưới này cơ. Đấy, thế nhưng mà do em nhổ lên em trồng lại, những cái cây kia này em không phải trồng lại, nó không bị động rễ. Cây này phải trồng lại vì vậy là những cái phần dưới này nó không có những cái điểm có thể đâm chồi được ấy, mà nó phải ở sâu dưới này cơ. Vì vậy em cắt lông ở trên này để cho nó đâm chồi bên trên này. Đấy, những cái mấu này, tức là những cái phần chồi ngày xưa mà mình cắt bỏ ấy, đây này các anh chị này, thì nó sẽ đâm chồi lại được. Đấy, vì vậy là nó đâm được. Đây là cây thứ ba nhá. Em sẽ cho cô anh chị thấy thêm một cây nữa. Cây thứ ba em cắt cụt. Đây có cây này em cắt thành công rồi này các anh chị này. Đây như cây này. Đây là một cây Sapa này. Cây này em cắt vòng cụt luôn này. Đấy, đâm chồi lại nhá. Đấy. Và em nữa em sẽ cắt thấp ở đây. Cắt thấp xuống để cho tán nó bẻ ra hai bên, là cây này lại chơi được thêm vài năm nữa. Thân toàn thân to thôi, em cắt toàn thân to thôi. Đấy. Đấy, nhiều cô bác anh chị bảo là lóng thì không cắt được. Đây em cho cô bác anh chị thấy cái cây em cắt vào mùa lóng nhá. Cái này chắc chắn là nhiều cô bác anh chị nhớ nó này. Đây chính là cây hồng đào này. Cái thân của nó đây cô bác anh chị này. Em cắt em tắt cắt toàn cây bự thôi, em không cắt cây nhỏ nhỏ đâu. Đấy, thân của nó nhá. Đây cành em cắt đây. Cắt cỡ này rồi thì làm gì còn cái cỡ nào để cắt nữa các anh chị. Đây cắt cụt hết này. Đấy. Giờ nó đang phát tán lại này. Đấy, lại đẹp rồi. Đây. Nhát cắt kinh khủng tởm này. Cả cái ngọn em còn cắt được. Mấy cái cành này thì tính gì các anh chị. Đấy. Bây giờ nó đang xòe tán này, đẹp rồi. Cây này giờ ăn Tết đẹp lắm. Đấy, tán bắt đầu nó dày, nó tăm lại các anh chị. Nữa này nó đang cho hoa này. Em cứ chơi hoa thôi, từ giờ đến chơi hết nữa này xong rồi em cắt là nó đâm chồi nữa Tết nữa là cây này cực kỳ đẹp. Đấy, thay từ tháng 6 đến bây giờ các bạn nhé, cắt vào đúng tháng 6 luôn nhá. Có cái video đấy. Đấy, cô bác anh chị cứ bảo là lóng không cắt được rồi phải ở cái vùng lạnh hoặc là đặc miền lạnh hoặc là ôn đới hay cái gì mới cắt được. Không phải. Các anh chị lưu ý cho em, không phải đây nhá, như này. Đấy. Cắt hết này. Không phải cứ ở vùng lạnh thì bác sĩ mới phẫu thuật được người thì người nó mới không chết. Miền nào bác sĩ cũng phẫu thuật được hết. Miền nào các anh chị cũng cắt được hết. Nhưng vấn đề là không, em đã nhắc lại là không phải ai cũng cứ cầm dao ra là cắt được. Đấy. Vì vậy là các anh chị phải hiểu là chúng ta không cắt được thì không có nghĩa người khác người ta không cắt được. Em chứng minh toàn trên cây bự thôi. Đấy. Cây cỡ này rồi thì đừng có ông nào cãi nữa. Đúng không ạ? Cây này 5 năm tuổi rồi.
phang cụt luôn này. Vừa rồi tán nó to lắm, tán nó to như cái cây cây hồng cỡ đại của em này đấy, mà em cắt em hạ hết luôn, không còn một cái cành nào luôn, để cho nó đâm chồi lại từ đầu, đâm chỉ cành nhỏ thôi đấy, xong nó sum lại nhìn rất đẹp các anh chị nhá. Đây anh thấy chưa đấy. Vậy thì trình độ của mỗi người nó khác nhau, chúng ta không nên lấy quan điểm cá nhân để chúng ta áp vào một cái mà chúng ta không làm được, mà cũng khẳng định luôn là người khác không làm được các anh chị nhá. Đấy, bao giờ các anh chị chăm được những cái cây hoa mà nó có chồi lụ này, lộc lá này, tùm như vậy, thì cái việc cắt cả một cái ngọn cây đây này các anh chị này, đấy, thì việc cắt cả một cái ngọn cây này nó không có gì là to tát cả các anh chị nhá, nó rất là bình thường. Đấy, còn các anh chị nào mà chưa làm được, chưa chăm được những cái cây như vậy thì cái việc này cắt cái ngọn này đi này thì gần như là không tưởng các anh chị, không bao giờ tưởng tượng được ra các anh nhá. Video này em xin phép dừng lại đây thôi. Xin chào tất cả các anh chị nhé.